Kiều Anh xin kính chào quý vị khán giả đến với điểm tin sáng của Người Việt TV. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 11. Và bản tin đầu tiên cho hay, ông Tập Cận Bình cự nữ ông Justin Trudeau vì tiết lộ nội dung hội đàm với báo chí. Theo BBC News, vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc đã bị cáo buộc là chỉ trích Thủ tướng Canada về việc là tiết lộ nội dung cuộc hội đàm của họ cho báo chí. Vụ đụng độ này xảy ra bên lề của hội nghị thượng đỉnh G20 Bali ở Indonesia, được quay phim và được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Trong đoạn video đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đứng gần Thủ tướng Justin Trudeau nói chuyện qua thông dịch viên. Đoạn video cho thấy phản ứng tự nhiên hiếm hoi của ông Tập, người mà hình ảnh thường được truyền thông của Trung Quốc chăm chút tỉ mỉ. Ông Tập vừa mỉm cười và gượng gạo vừa nói với ông Justin Trudeau, mọi thứ chúng ta thảo luận đều bị rò rỉ ra báo chí, như vậy là không thích hợp. Có lẽ liên quan đến việc là báo chí đưa tin trong cuộc hội đàm kín giữa hai bên, hội nghị G20 vào hôm thứ Ba. Ông Trudeau đề cập là Trung Quốc là bị cáo buộc làm gián điệp và can thiệp bầu cử ở Canada. Sau khi mỉm cười và gật đầu thì Thủ tướng Canada đáp, ở Canada chúng tôi tin vào đối thoại tự do, cởi mở và thẳng thắn, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách để mà hợp tác với nhau, nhưng sẽ có nhiều thứ chúng ta bất đồng với nhau. Ông Trudeau chưa kịp nói hết lời thì ông Tập Cận Bình đã cắt ngang. Chúng ta hãy đặt ra điều kiện trước, ông Tập nói, rồi bắt tay của ông Trudeau và bỏ đi. Sau đoạn video này xuất hiện trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã cố gắng xoa dịu căng thẳng, tuyên bố đây chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, không nên hiểu rằng ông Tập chỉ trích ông Trudeau. Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc ủng hộ nói chuyện thẳng thắn miễn là trên cơ sở bình đẳng. Vụ đụng độ này ngắn ngủi là do cho thấy quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc với Canada kể từ khi Canada bắt bà Mạch Vãn Chu là giám đốc của tài chính công ty Huawei vào năm 2018, và Trung Quốc đáp trả bằng cách là bắt hai công dân Canada với cáo buộc là làm gián điệp, nhưng sau đó cả ba người này đều được thả. Và kính thưa quý vị, trong khi đó thì quan thuế Mỹ cảnh báo coi chừng mua hàng hiệu giả vào dịp lễ cuối năm. Đó là cảnh báo của cơ quan quan thuế của Hoa Kỳ, được viết tắt là CBP, đã đưa ra trong cuộc họp báo tại một kho hàng của cơ quan này là Carson, California vào hôm thứ Năm là ngày 17 tháng 11. Những mặt hàng giả này có xuất xứ từ những nguồn gốc bất hợp pháp đang được bán tràn lên qua Internet và chợ đêm. Ông Donald Kusher là giám đốc của hải quan của Los Angeles và Long Beach của CBP đã nói với giấy báo chí, chúng tôi không có nói các công ty bán hàng bất hợp pháp vì hầu như là tất cả đều có giấy phép kinh doanh, nhưng chúng tôi nói là cảnh báo người dân phải cẩn thận với các sản phẩm. Ông Kusher cũng nói thêm, tính đến ngày 15 tháng 9, lần đầu tiên trong lịch sử chỉ trong vòng chưa đầy một năm, CBP ở hải cảng của Los Angeles và Long Beach đã tịch thu được số hàng giả trị lên là tới 1 tỷ Mỹ Kim. Kỷ lục này đã đánh dấu một sự gia tăng 38% so với vào năm 2021. Ông Kusher cho biết thêm, tính đến ngày 15 tháng 9, lần đầu tiên trong lịch sử chỉ trong vòng chưa đầy một năm, CBP ở hải cảng Long Beach đã tịch thu được số hàng giả trị giá là 1 tỷ Mỹ Kim. Kỷ lục này được đánh dấu sự gia tăng 38% trong năm 2021. Và ông Kusher cũng nói, năm ngoái số hàng giả bị bắt có trị giá lên tới là 725 tỷ Mỹ Kim. Ông Kusher cũng cho biết thêm, hầu hết những mặt hàng giả này là quần áo, nữ trang, giỏ sách, bóp, giày dép, đồng hồ và đồ điện tử. Theo ông Kusher, với sự phát triển của kinh doanh qua Internet ngày nay, ngày càng có nhiều trang web bất hợp pháp bán hàng giả, thậm chí là những trang web trá hình nhìn giống như là những công ty đàng hoàng, nhưng thực chất là bán hàng giả rất khó nhận biết. Những tội phạm này ngày càng tinh vi, tạo ra nhiều chiêu mới để đánh lừa khách hàng, hầm kiếm được là mọi cách bất hợp pháp. Đại diện của CBP cũng cho biết, bán hàng giả đồng nghĩa với ăn cắp, mua hàng giả là bất hợp pháp. Những ai mua hàng giả vào Mỹ có thể sẽ bị phạt hoặc là bị đi tù. Và thưa quý vị, cựu phó tổng thống Mike Pence nói cử tri Mỹ muốn cung cách lãnh đạo mới. Theo AP, cựu phó tổng thống Mike Pence vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 11 cho biết cử tri đang trông mong sự lãnh đạo mới sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đáng thất vọng của đảng Cộng Hòa hiện đang tranh luận rằng liệu có nên để cựu tổng thống Donald Trump duy trì vai trò lãnh đạo trong đảng này hay không.
Trong một cuộc phỏng vấn với AP, chỉ vài giờ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố là chính thức tranh cử Tổng thống vào năm 2024, ông Pence từ chối phát biểu về việc là liệu cựu Tổng thống Donald Trump có thích hợp với chiếc ghế Tổng thống hay không. Tuy nhiên, ông ngầm định rằng mình chỉ là một giải pháp thay thế cho những người muốn theo phe bảo thủ lãnh đạo nhưng không muốn vướng vào hỗn loạn của thời kỳ Trump. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ là cựu Tổng thống Trump có là nguyên nhân khiến cho đảng Cộng hòa thất thế trong tuần này hay không, ông Pence phát biểu chắc chắn là những nỗ lực của Trump cũng là một đóng vai trò nào đó. Cùng và tuy nhiên, mọi ứng cử viên phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch tranh cử riêng của họ. Hiện nay thì cựu phó Tổng thống Mike Pence đang cân nhắc về việc ra tranh cử. Nếu đi theo con đường, thì ông sẽ cạnh tranh trực tiếp với cựu Tổng thống Trump. Đây sẽ trở thành một tình thế khó xử. Đối với cựu phó Tổng thống, thì ông từng dành 4 năm nhiệm kỳ của ông để ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Từ việc mà chối từ chỉ trích và công khai cựu Tổng thống cho đến ngày 6 tây tháng Giêng năm 2021. Trong cuộc bạo loạn, cựu Tổng thống Donald Trump đã nói dối với đám đông rằng ông Pence có quyền bác bỏ kết quả bầu cử, vậy nên đám đông đã xông vào tòa nhà Quốc hội khi ông Pence đang là chủ tọa lễ xác nhận chiến thắng cho Tổng thống Biden. Vị phó Tổng thống cùng với nhân viên và gia đình phải đi được chuyển đến nơi an toàn, còn đám đông phải hô to là hãy treo cổ ông Mike Pence. Và thưa quý vị, ứng cử viên Cộng hòa không chấp nhận thất cử thống đốc Arizona. Theo AP, bà Katie Lake là ứng cử viên của Cộng hòa, thất cử thống đốc Arizona không chấp nhận thua cuộc và tuyên bố bà sẽ lập ra một đội luật sư và thu thập bằng chứng cử tri gặp trục trặc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Trong video dài 2 phút rưỡi được công bố vào hôm thứ Năm, ngày 17 tháng 11, bà Lake không hề nói là bà bỏ cuộc. Bà tuyên bố: "An tâm đi, tôi sẽ triệu tập nhóm luật sư tài giỏi nhất và chúng tôi đang tìm đủ mọi cách để sửa chữa rất nhiều cái sai trong tuần qua. Tôi sẽ làm mọi việc trong thẩm quyền của mình để sửa chữa những cái sai này." Bà cũng nhấn mạnh, chuyện xảy ra cho người dân Arizona trong ngày bầu cử là không thể tha thứ. Giới chức bầu cử Maricopa County đã cho hay, toàn bộ phiếu bầu đếm và cử tri có thể đi bất kỳ phòng phiếu nào trong quận hạt. Họ giải thích rằng trục trặc đó là do cài đặt máy tính mà đôi khi phiếu bầu in ra quá mờ nên máy đếm phiếu tại chỗ không đọc được rõ. Và họ cũng cho biết thêm rằng họ cài đặt máy in y chang như vậy trong một bầu cử sơ bộ vào hồi tháng 8 cũng như là đợt in thử trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ mà không có trục trặc nào đáng kể. Khoảng là 17.000 lá phiếu không được đếm ở phòng phiếu thay vào đó thì đã được bỏ vô phùng đưa vào trụ sở để mà đếm bằng máy tối tân trong những thùng đó được gọi là thùng số phiếu số 3. Trong những ngày bầu cử là ngày 8 tháng 11, đảng Cộng hòa đã yêu cầu gia hạn thời gian mở cửa phòng phiếu vì trục trặc như trên. Tuy nhiên, tờ bác bỏ yêu cầu của họ và cho hay họ không trình được bằng chứng nào cho thấy bất kỳ ai bị mất quyền bỏ phiếu. Và thưa quý vị, hai người gồm cậu bé 9 tuổi bị đâm trong Target ở Los Angeles. Theo CNN, hai người gồm cậu bé 9 tuổi bị đâm vô cớ trong Target ở trung tâm Los Angeles vào tối thứ Ba ngày 15 tây tháng 11. Ông Michael Moore là cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Los Angeles cho hay, trong buổi họp báo vào tối thứ Ba, nghi can là người đàn ông 40 tuổi bị nhân viên bảo vệ bắn chết. Sự việc bắt đầu xảy ra vào lúc 6 giờ 40 phút tối thứ Ba. Nghi can đã đến gần cậu bé nêu trên và liên tục nói ông ta sẽ đâm chết cậu bé. Cậu bé cố để mà chạy đi ra khỏi chỗ khác, nhưng nghi can đã bất thình lình tấn công và đâm trúng lưng của cậu bé. Nghi can cầm con dao nhà bếp 9 cho tới 10 inch mà ông ta đã lấy trong Target. Sau đó, nghi can đi tới chỗ khác trong Target và đâm trúng ngực của một người phụ nữ 25 tuổi. Cảnh sát cho biết sau đó, nghi can đi ra phía trước của siêu thị và đụng đồ với một nhân viên bảo vệ có súng. Nhân viên này nổ súng và nghi can vẫn cầm dao và tiến về phía ông ta. Nghi can đã bị bắn trúng bụng, được đưa đến bệnh viện và được công bố là qua đời ở đó. Cảnh sát chưa cho biết tên về ông ta. Cậu bé bị vết thương rất sâu về phía vai trái và trong tình trạng nguy kịch, nhưng đã ổn định vào tối thứ Ba, còn nạn nhân nữ phải mổ và điều trị vết thương. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ tấn công này. Và thưa quý vị, một bản tin Việt Nam, sốt xuất huyết ở Việt Nam tăng gấp 5 lần trong bệnh viện không có chỗ chứa.
số người bị sốt xuất huyết gia tăng nhiều đến nỗi là kín giường, nên giường bệnh phải nằm kép hoặc là phải quay về nhà. Theo báo Tuổi Trẻ hôm ngày 17 tháng 11, số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Việt Nam hiện đã vượt mốc là 300.000 ca, tăng đến là 4.9 lần so với cùng kỳ vào năm 2021. Tại Hà Nội, số ca nhiễm sốt xuất huyết gia tăng chỉ trong một tuần đã ghi nhận là 1.343 ca, tăng 2.3% so với vào tuần trước. Nhiều bệnh viện trong tình trạng kín giường, chẳng hạn như là Trung tâm Nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, một phòng bệnh khoảng là 15m², kê tới 6 giường, mỗi giường là 2 người, bệnh nhân phải nằm kép. Và Bệnh viện Thanh Nhàn, một trong những cơ sở y tế của Hà Nội, tiếp nhận lượng lớn đang bị sốt xuất huyết cho thấy. Từ đầu năm cho đến nay đã tiếp nhận gần 1.500 ca, trong đó có khoảng là 30% đến 40% trường hợp bị nặng. Nói với báo Vietnam Express, bác sĩ Nguyễn Thu Hường là chuyên khoa về bệnh nghề nghiệp và bệnh viện của Thanh Nhàn đã cho biết bệnh nhân tăng đột ngột vào đầu giữa tháng 10, đông cho tới tất cả vấn điều trị, đông cho tới là không có chỗ nằm. Còn Bệnh viện Nhiệt đới của Trung ương Hà Nội hiện đang điều trị khoảng 100 bệnh nhân nội trú sốt xuất huyết mỗi ngày. Và tương tự, Bệnh viện Nhi của Trung ương, số ca nhiễm sốt xuất huyết tăng gấp 2 lần so với vào tuần trước. Hiện đang có khoảng là 40 cho đến 50 trẻ bị nhiễm bệnh, điều trị nội trú. Nhiều bệnh nhân là bị nhiễm rất nặng. Tính đến ngày hôm nay thì Hà Nội đã có lên tới 12 ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Và thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi cũng đã kết thúc Điểm tin sáng của Người Việt TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có được những ngày vui khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.